Xin mến chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã xem kênh T-Series. Mazda CX-5 2019 có thể thêm động cơ tăng áp. Theo thông tin trên tờ báo Autoblog công bố, theo đó Mazda CX-5 2019 có thể đón nhận nhiều nâng cấp quan trọng. Tờ báo này có trong tay tài liệu kỹ thuật của Mazda CX-5 2019 từ một thành viên ở Canada từng tới đại lý hỏi mua Mazda 6, nhưng nhân viên bán hàng lại cho xem tài liệu chứa thông tin về Mazda CX-5 mới nhất. Theo đó, bản Mazda CX-5 GT 2019 sẽ được trang bị động cơ SKS-TG tăng áp dung tích 2.5 lít tương tự Mazda 6 và CX-9. Tài liệu không nhắc tới hiệu suất hoạt động nhưng thông số hiện có cho thấy động cơ tăng áp của Mazda CX-5 mới sẽ cho công suất 250 mã lực và mô men xoắn cực đại là 420 Nm khi sử dụng nhiên liệu xăng 93. Công suất này cao hơn nhiều chỉ số của bản hiện tại là 187 mã lực và 251 Nm. Ngoài tùy chọn động cơ tăng áp mới, Mazda CX-5 2019 còn được tích hợp công nghệ kiểm soát G-Vectoring Control Plus giúp xe vào cua và đi đường thẳng ổn định và an toàn hơn. Do G-Vectoring Control đã ra mắt một thời gian nên G-Vectoring Control Plus có thể là bản nâng cấp của công nghệ hiện tại. Ngoài thay đổi về hiệu suất hoạt động, tài liệu còn nhắc tới thay đổi về nội thất. Thông tin này còn khá mơ hồ nhưng chắc chắn Mazda CX-5 GT sẽ thiết kế lại cụm đồng hồ số với màn hình màu 7 inch, hàng ghế sau thoải mái hơn với tựa đầu mới và chất liệu tốt hơn. Những thay đổi còn lại không đáng kể nhưng không thể không kể đến việc hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, cùng nâng cấp la răng và trang bị tiêu chuẩn. Trên đây là phiên bản dành cho thị trường Canada, chưa rõ thị trường Mỹ có nâng cấp tương tự hay không. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Tin Xe Hơi để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin sớm mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sớm mới nhất. Xin chào và hẹn lại quý vị trong video lần tới.